đang cùng quay trở lại với Bản Lĩnh Ngôi Sao, với vòng đầu tiên với tên gọi Lúc Là Lúc Lắc. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ đeo một cái thùng vào phía bên sau lưng của các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng cái banh bóng bàn này đập thẳng vào trong tấm bảng cho nó dội ngược trở ra. Và lúc này đây chúng ta sẽ dùng cái thùng phía bên sau, chúng ta sẽ hứng cái trái banh đó. Và trong thời gian 2 phút, đội nào của chúng ta hứng được nhiều banh nhất là đội sẽ giành được chiến thắng. Chúng ta xin mời hai thành viên đầu tiên bước ra đây để tham gia thi tài. Và bây giờ sẽ là phần thi của cả hai đội. 2 phút dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Bữa nay em kéo phải ăn. Trời không thấy được kém luôn á. Đúng rồi, quăng cho nó dội từ cái bàn ra. Nó dội vô cái cầm đó. Là em gần được, gần được. Trời ơi, yeah. Cố lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Ngon, ngon, ngon. Trời ơi. Coi chừng nó đổ ra nha. Mẹ trái rồi kìa. 3, 2, 1, hết giờ. Đội đơn sắt có được một banh duy nhất. Trong khi đó, đội các bạn đến từ đội màu sắc có 1, 2, 3, 4. Xin chúc mừng các bạn. Và như vậy, đội của các bạn được cộng 20 điểm. Xin mời thành viên thứ hai đứng ra đây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của hai bạn nữ. Sẽ là cơ hội dành cho đội em có thể ghi thêm được 20 điểm để em giành chiến thắng. Và đội của em sẽ gây 20 điểm đầu tiên. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, Dương Hóa ơi, vậy thôi. Đó, rồi. Xoay qua chút. Đúng rồi, đập cảnh vô. Đây. Linh dậu quá, hai trái rồi thôi. Vô. Rồi, tắt rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ tính với phần banh của các bạn. 1, 2, 3. Như vậy đội đơn sắc được 3 trái. Đi qua cưng. Thôi, được rồi. 1, 2, 3, 4. Đội màu sắc được 4 trái. Và đội màu sắc đã giành được chiến thắng được cộng 20 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là lượt chơi cuối cùng. Mời hai thành viên còn lại. Tôi rất hy vọng là đội đơn sắc của chúng ta sẽ phải cố gắng hơn nữa. Em sẽ là người giành lấy một điểm danh dự cho đội của mình trong phòng thi này. Dạ em sẽ làm được ạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Vô. Cố lên bạn ơi. Cố lên chị ơi. Thôi vậy cũng được nữa. Stop. Bình tĩnh nè. Bình tĩnh, bình tĩnh, cố lên. Trái nào vô trái đó luôn. Dùng giờ mình dùng chiến thuật ngang sắp đi. Chơi nữa. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Hết giờ. Thưa quý vị, đội đơn sắc được 1 trái. Trời, đội bên này nhiều dữ vậy ta. 1, 2, 3, 4, 5. Và như vậy, đội màu sắc được 5 trái. Đã giành được chiến thắng được cộng 20 điểm. Tổng số là 60, xin chúc mừng. Em nhường đó. Anh là anh tính chậm hơn rồi để cho em lấy được. Em nhường anh đó, anh mới được 6 trái, 7 trái vậy. Không ra là ok. Em cho anh một lý do đi. Dạ em ơi. Tại đẹp trai. Và ngay bây giờ, biết đâu thua keo này ta bày keo khác, ta vẫn có cơ hội giành ở vòng 2 thì sao. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao.